Mình rất thích cảm giác sáng cuối tuần đi dạo xung quanh vườn nhà, ngắm rau, ngắm hoa trước khi lại bắt đầu cho công việc chợ búa, nấu nướng dọn dẹp cuối tuần. Nhà mình tuy trồng rau không nhiều lắm, mỗi thứ một ít, nhưng mùa hè cũng đủ cung cấp rau hàng ngày mà không cần mua ngoài chợ. Chỗ mình mùa đông tuy không có tuyết, nhưng có những ngày nhiệt độ xuống hơn âm độ nên có những loại rau sẽ ngủ đông. Trời ấm nó sẽ lên lại từ gốc hoặc do hạt lụng xuống. Nhiều người cứ bảo trồng chi cho mất công, muốn gì ra chợ là có ngay, trồng trọt vừa tốn kém, mất thời gian. Biết vậy, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy rằng không gì ngon hơn khi ăn được rau chính mình tự trồng lấy. Rau diếp cá, rau húng cây húng lủi là những loại rau sẽ lên lại từ gốc. Chúng sinh sôi rất mạnh nên mình phải diệt bớt. Mồng tơi lên lại là do hạt năm ngoái rụng xuống. Đám tía tô này cũng thế, chúng lên lại rất nhiều, mình phải đem nhổ bỏ bớt. Dàn đậu rồng mới trồng năm nay thôi, nhưng năm tới không còn trồng lại nữa. Mùa đông lạnh nó sẽ chết đi, nhưng gốc vẫn còn sống và sẽ phát triển lại khi trời ấm. Đậu bắp tuy chỉ trồng một vài cây nhưng cũng đủ mình nấu canh chua hoặc luộc chấm chao hương. Quế cũng mọc lại do từ hạt, năm nào cũng mọc lên đầy vườn. Này là dàn dưa leo. Dưa leo đã ăn được đợt đầu và bây giờ đang chờ đợt hai. Này là cây sâm đất lấy giống từ nhà cậu, rau này để nấu canh. Hoa cũng dễ thương, vừa có rau ăn lại vừa có hoa để ngắm cũng vui. Năm nay lỡ trồng hơi nhiều dây mướp nên không đủ chỗ cho nó leo. Thế là tụi nó lại lấn chiếm lãnh thổ, trèo luôn qua cây lê mới ghê chứ. Nhiệm vụ mỗi sáng của mình là thụ phấn cho bông mướp cái, do không có nhiều ong, bướm. Mà sự đời nhiều khi cũng lắm éo le, bữa thì đầy bông cái mà thiếu bông đực, hoặc có bông đực lại không có bông cái. Cà trắng cũng mọc lại từ năm ngoái, hạt rụng xuống bây giờ nó lên lại. Dàn mướp năm nay rất là xum xuê, trái cho đợt đầu rất nhiều, ăn không xuể phải mang tặng cho bạn bè ăn bớt. Mình cũng trồng thêm ít rau bồ ngót để nấu canh. Và đây là đám hẹ. Đám hẹ mình đã từng hái để ăn cùng uống mắm. Hẹ mọc lên rất nhanh và xanh soi nảy nở rất nhiều, ăn ngoài không hết. Hẹ mình có thể đem nấu canh hoặc đem xào giá, hoặc ăn cùng gỏi cuốn đều rất ngon. Nhà cũng trồng thêm vài cây ớt để dùng làm mắm.